Trước đó, cũng trong sáng nay, Phó Chủ tịch Quốc hội Thượng tướng Trần Quang Phương đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại chương trình Hội chợ Tết Nhân Ái do Hội chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng tổ chức. Cùng dự chương trình về phía thành phố Đà Nẵng có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Lê Văn Trung, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến. Hội chợ với quy mô gồm 40 gian hàng, trong đó bao gồm các gian hàng cung cấp các sản phẩm thiết yếu từ khoản viện trợ phi dự án, cứu trợ khẩn cấp cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại thành phố Đà Nẵng dành cho 4.900 hộ dân bị ảnh hưởng trên toàn thành phố. Mỗi hộ dân được trao tặng phiếu mua hàng có trị giá 1 triệu đồng để lựa chọn các mặt hàng lương thực thực phẩm, dụng cụ gia đình theo nhu cầu. Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Quốc hội Thượng tướng Trần Quang Phương đánh giá cao những hỗ trợ đóng góp của các hội đoàn thể, các tổ chức trong công tác an sinh xã hội, chăm lo Tết cho nhân dân. Đồng thời, đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể của thành phố tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, công nhân, lao động vui xuân đón Tết Quý Mão thật vui tươi, an toàn. Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội đã trao 10 suất quà cho các hộ nghèo cùng nhiều suất quà hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.